Hello, xin chào tất cả mọi người yêu thú cưng nha. Hôm nay mình quay cho cả nhà xem cái bầy cún. Bầy cún nhỏ dễ thương ở chuồng trại trong. Chờ xem một bé bầy cún lập xưởng đang có bầu. Xem cả thử dự đoán cả nhà dự đoán được mấy con nha. Đây nè, cái có bầu này là cái này. Đấy, hoặc là mình ôm ra cho cả nhà xem mình dự đoán thử nha, cho nó vận động cũng nay mai dễ đẻ, nên hồi mình quay cho cả nhà xem nha. Bây giờ mình thả thêm mấy con búp nữa ra cho nó giỡn. Mỗi lần mà hả thả ra là nó cứ quấn với cái chân thôi nha. Đây, cút con đây. À, chẳng chết rồi chưa. Đây, à, nó chẳng chẳng ăn hiếp em nha. Đó, còn nó dẫn thấy rồi nè. Gặm được chân. Con nữa. Đây, ba con luôn. Thả nó ra đặng mình vệ sinh cái khu vực của nó nha. Mình chiều thả tí xíu nó thả vô. Thì hồi nãy là đã cho ăn lần một buổi trưa rồi. Bây giờ thả nó ra chơi. Chiều cho ăn một lần nữa. Ôi con này dễ thương. Trời ơi, ngồi xuống cái này nó cài lên. Để mình bỏ cái điện thoại trên kia. Thấy cái gì? Rồi lại đây chơi nè. Chơi cây. Ui, hơi con nỉ xuống ngon. Xuống xuống ngon cái nhà. Ui, con này nó sẽ dẫn. Dẫn cho đá nè. Ui rồi ơi, nó bu lại cái này dẫn ơi. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Này liền nó có người nhỏ cho liền, có người nhỏ liền. Ôi trời, bông như cục bông gòn. Hai con này, hai con này nó chưa biết sợ nè. Dẫn đi. Ui gì mà lông dài thế, lông dài thế. Bữa nào đi cắt nha. Bye bye bye. Trời, tụi mày đã tội ơi, nước ngon không à. Nó khoái nước rồi. Nó thấy chỗ nào có nước lại lại. Vậy mấy con bự là nó đi lên trên kia hết trơn. Chỉ có mấy con này nó chưa biết thôi. Chứ mấy con bự hả gầy la một tiếng là nó đi mất. Rồi, chơi tí xíu với mình dẫn nè. Nó bắt đầu dẫn nhà nó. Con đen con trắng dẫn không. Đi lên trên đó đứng đây nè. Nó gầy nó cái bắt đầu lên trên đó đó. Rồi, rồi, dẫn nè. Phải không? Cho tôi dẫn cái này mấy con búp nó bự rồi cho nó dẫn được rồi. Nó dẫn tí xíu là bắt đầu nó hết dẫn. Wow, dẫn xong rồi wow. Bông sữa bự ghê, bự nhất đàn luôn. Cái nặng nhất quá. Ngốt cho nó sánh viên với con cà phê sữa này. Cháu sữa. Cháu sữa. Đâu hả? Nhà mấy cà phê sữa với bông sữa rồi nó ra con nó được chắc đẹp lắm á. Nhà đếm được bao nhiêu con không?
là không với nhau. Quá rồi. Cơ sở nó cần ăn, đụng một con cái nó cần ăn, không đụng được, không chơi được với một con mà phải chơi với nhiều con, chúng thôi nó cần ăn dữ lắm. Bây giờ mình bắt con bầu ra, mình cho nó ăn bầu thử cả nhà. Trời ơi, con nó hót, con nó nhỏ xíu mà nó hót. Bắt con bầu ra thử cho nó đi chút xíu rồi quay cho nhà xem cái nó được bao nhiêu con nha. Dự đoán thử cả nhà. Đấy, con bầu ở cả nhà. Nè, đừng có giỡn con. Bầu. Không. Này. Bầu. Khó vậy quá. Nó giỡn, nó có bụng nè. Bụng nó hết. Đem ra nó giỡn quá cả nhà, đem vô quay kỹ lại cho cả nhà xem cái này nè, nhỏ xíu con mà bụng chảng luôn. Hôm trước thì cái hình cái tướng đẹp lắm, nay bây giờ bắt đầu cái tướng như cốc chữa, bụng bự chảng. Chắc đem mai gì đấy mình đem cái đây cho nó rộng rãi, cho nó đi, cho nó đẻ thoải mái, dây chặt ha. Cho nhà xem nè, cái nhà thử dự đoán xem bên nó bao nhiêu con, thành số hay không? Mình thử có sữa chưa? Chưa cái nhà. Chưa có sữa. Từng nó có sữa nó mới đẻ, mà này chưa có sữa, chưa có. Chắc vài ngày nữa. Bụng to ghê. Ai, anh đây không? Con này nó giỡn rồi, đã rồi đó, hết giỡn rồi đó. Có hai con kia nó nằm mà trong đó thôi. Chiều sao nó giỡn vậy, nhìn cũng vui. Đó kìa. Cà phê. Cái ngoài có. Cái ngoài bông. Ôi ơi cái ống nằm thế này. Đã không? Giỡn cái con này đã không? Nằm phòi ra cái đó à. Ông ơi. Thế còn nó khều kìa. Khều. Nằm quen. Con này nó cứ nằm đó. Tổng thể là để không biết quay nằm vậy rồi có vi phạm không? Nằm khỏe cái nó quay vậy. Cho quay thoải mái luôn. Cả nhà mà yêu thương con mà thấy như thế này rất là vui luôn á. Nhiều khi mỗi buổi chiều về cho nó ăn và chơi với nó cũng thấy thoải mái. Chiều bữa nào cũng chơi vậy nè cả nhà. Con cà phê sữa đây, bông sữa nè. Chiều bữa nào cũng chơi nữa. Rồi các con sữa lông tắm, ngày trưa là tắm chuồng cho nó rồi,
sao vùng heo cơ, sao vùng heo à? Không dám giỡn hả? Rồi con này nó mập à, nó mập mà nó lùn đẹp ghê hả? À, thấy con này là mê luôn á, thấy là mê luôn, đi hơi à. Hai chơi nhiêu được rồi, ra ngoài rồi tới chiều mình quay cho nhà xem clip cái bài cúng ở trong gầm những con cúng con và những con cúng cúng sắp trưởng thành cho cả nhà xem vui. Cảm ơn cả nhà đã xem clip nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký like, đăng ký like và chia sẻ để kênh mình được phát triển. Cái này con này cà lết nó nhỏ mình không giữ ghê, mấy con kia thì chọc nữa, mấy con này cái này cái cà lết. Thôi xin chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà ở clip tiếp theo. Bây giờ mình sẽ đi ra làm cái nhiệm vụ phối tiếp tục cả nhà, phối giống tiếp tục, chiều bữa nào về vô mùa rồi. Chiều bữa nào cũng có nhiệm vụ phối giống hết, không búp đó thì cũng tập sướng. Xin chào tạm biệt cả nhà nha.